đại điện lớn như thế thì phải cất giữ bao nhiêu bảo vật đây? Đây chính là Ngọa Long Quỷ Trận trong truyền thuyết sao? Chú Đức, nơi này có thuốc giải được độc trùng của cháu thật sao? Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi. Ngọa Long Quỷ Trận. Ngọa Long Quỷ Trận. Cẩn thận. Chú Đức, cẩn thận. Ta đi trước. Cẩn thận. Thiếu soái, thiếu soái. Đi. Đây là trận đầu thú ngũ hành, âm dương tương sinh tương khắc. Đã bố trí trận này ắt có điều kỳ lạ. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Sợ gì chứ, đã bao nhiêu năm rồi, có gì kỳ lạ đâu. Hổ tử, đừng manh động. Chú Đức nói đúng. Đây chỉ là một đống đá đổ nát mà thôi, không có gì đáng sợ cả. Ngươi tiếp tục dẫn đường. Ta nghĩ xem. Đồng thuật là khả năng quan sát tột bậc. Khi quan sát kỹ lưỡng, có thể phát hiện chi tiết mà người khác khó phát hiện được. Càn chấn khảm cấn là quẻ dương, khôn tốn ly đoài là quẻ âm. Dương là trắng, âm là đen. Kim mộc thủy hỏa thổ, âm dương ngũ hành tương sinh cũng tương khắc. Một khi sai thứ tự thì sẽ xuất hiện sát trận ngũ hành thay thế. Dựa theo bố trí trận pháp, có lẽ đây là thiên chi dương. Năm đầu thú lần lượt ứng với ất, đinh, kỷ, tân, quý, cũng ứng với ngũ hành. Khi vị trí tương ứng của những đầu thú này có sai sót thì mới hình thành sát trận. Chỉ cần đưa chúng về chỗ cũ là có thể tìm được cơ hội sống. Có lẽ đầu thú được khống chế bởi xích sắt xung quanh trận pháp. Chú Đức, kéo xích sắt xung quanh theo trật tự hướng ngũ hành. Xung quanh chỉ có 4 sợi xích sắt, làm sao kiểm soát 5 đầu thú? Phía đông thuộc mộc, phía nam thuộc quả, phía tây thuộc kim, phía bắc thuộc thủy, chính giữa thuộc thổ. Tiểu Hy, ở trên.
lăng. Mô Kim Tước, Ngọa Long Quỷ Trận. Mười hai năm trước, hoa cỏ sinh trưởng bình thường, xem ra nơi này đủ dưỡng khí. Sư phụ, cửa bị đóng rồi, đừng gấp, chắc chắn ở đây có cơ quan. Mọi người chia nhau tìm kiếm. Sư phụ, cửa mở rồi. Tiểu Tuyên Tử, sư phụ, mau quay lại. Mặc kệ đi. Sư phụ, mau đi thôi. Mặc kệ đi. Ngọa Long Quỷ Trận, Thái A Hồn Chủng. Cách có thể giải được độc trùng của Tiểu Hy được cất giấu trong điện Thái A này. Phía đông Giáp Ất Mộc, phía nam Bính Đinh Hỏa, chính giữa Mậu Kỷ Thổ, phía tây Canh Tân Kim, phía bắc Nhâm Quý Thủy. Cái này sao lại rối hết cả vậy? Dần Mão là Mộc, Tỵ Ngọ là Quả, Thân Dậu là Kim. Ngũ hành ở đây hỗn độn, nhất định phải tỉnh táo, tuyệt đối không được suy nghĩ sằng bậy. Nếu không sẽ không thể nào siêu thoát. Cứu con, cứu con, đứng yên. Đó là Hoa Định Huyệt, không được động vào. Những thứ đó là gì thế? Chúng ta đi cứu nó. Đó là Hoa Định Huyệt, trùng độc với kính bên dưới, thèm máu ăn xương. Một khi bị đám động vật này cắn trúng thì sẽ không còn xác đâu. Sư phụ, người làm gì thế? Người đi mau. Phải sống sót, ta giao Tiểu Hy cho người đấy. Hai chúng ta cùng đi. Chú Đức, ông nội, ông nội, ông nội, ông nội, ông nội, đừng mà.
rồi, nếu được quay lại lần nữa, chắc chắn cháu sẽ không để người dì cháu mà xông vào ngọa long quỷ trận đó. Ông nội hãy đợi cháu, cháu nhất định sẽ đưa ông về nhà. Con nhóc này, Tiểu Hy, Tiểu Hy, Tiểu Hy, cháu tỉnh rồi à? Ông tìm thấy cách giải độc cho cháu rồi. Nào, uống nước này là giải được độc ngay. Ông nội, đây là đâu thế? Đây là hố đất nung. Cháu vừa bị người đất nung đánh lén. Chúng ta bị nhốt ở chỗ này rồi, phải nghĩ cách thoát ra. Ông nội, vốn dĩ nơi này không thoát ra được. Ông nói được là được. Ông nội, Tiểu Hy, cháu biết vì sao chúng ta lại đến đây không? Chúng ta xông vào ngọa long quỷ trận là để giải độc trùng cho cháu. Tiểu Hy, Tiểu Hy, vì sao cháu lại đổ thuốc giải này đi? Vì sao? Cá trạch, mua giấm xong thì về nhà ngay, nghe thấy chưa? Cá trạch, dân ạ, ta bảo này, không được thì chúng ta bàn bạc cũng được, đúng không? Ta xem thêm vậy, đồ chơi đây, đồ chơi đây. Cá trạch nhỏ đi đâu thế? Mẹ bảo cháu mua giấm, về nhà làm đồ ăn ngon. Được thôi, đi đi, đi đi. Chào Hổ Gia, đừng tin ông ta bói không chuẩn, nghe nói linh tinh. Hổ Gia, xem thử đưa ý kiến nào. Nào nào, xem thử đi. Không xem, không xem. Lần trước sách nói đến binh mã của nước Sở, trong phút chốc bị binh mã của nước Tần bao vây 3 năm. Hay, tương truyền nước Tấn xuất binh chinh phạt Sở vì muốn có được bảo vật trấn quốc của nước Sở. Kiếm thấy à? Hay, hay. Nói tiếp đi. Nói đến kiếm thấy a này, lai lịch của nó không vừa đâu. Thanh kiếm này do hai đại kiếm sư Âu Giả Tử và Can Tương bắt tay đúc nên. Tương truyền kiếm Thái A là một thanh kiếm mà chư hầu kính nể. Có được kiếm này là có thể ra lệnh cho thiên hạ. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, thanh bảo kiếm này còn trở thành bội kiếm của ông ấy. Đây là chuyện sau này, chúng ta quay lại nội dung chính. Lúc đó, nước Tấn lớn mạnh, đương nhiên vua Tấn cho rằng mình có tư cách nhất. Bày hàng à?
Anh là đồ khốn. Con nhỏ này có tố chất làm hán gian đấy. Ngươi nói ai là con nhỏ này? Quy tắc giang hồ là mất khách nước ngoài của bọn ta mà chẳng nói lời nào, thế nào cũng phải đưa ra chút lý do chứ. Mặc dù ngươi giỏi kiếm tiền, nhưng cũng chỉ là chút tiền lẻ. Tự các ngươi làm mất khách, không trách ta được. Nghĩa là sao? Mặc dù bọn ta buôn bán nhỏ, nhưng không chừng một ngày nào đó bọn ta phất lên thì sao? Cô đứng lại. Sao thế? Ban ngày ban mặt hai người không lừa được nên muốn cướp trắng à? Ta... Bạn à, đều là người lăn lộn giang hồ, hôm nay hai anh đây nhận tội. Chúng ta không đổi mục tiêu thì sau này sẽ gặp lại. Lần sau mong cô nương tay cho. Đồ lừa đảo. Tiểu kỳ tử, ngươi xem đây là gì này? Hổ gia chúng ta không chịu thiệt đâu. Tiểu kỳ tử, vì sao vừa nãy ngươi ngăn ta lại, không để ta dạy dỗ con nhỏ đó? Ngươi đúng là đồ thiếu hiểu biết. Ngươi nghĩ xem, cô ta đi đứng vững chãi, hô hấp đều đặn mạnh mẽ, trên cổ tay trái có vết buộc âm dương, nó đủ để chứng minh cô ta là người có thực lực trong giang hồ. Còn nữa, lời nói và hành động của cô ta đã rõ mồn một ra đó. Hơn nữa, trên người cô ta có mùi tanh nhẹ của đất, tay xách kim sang dược của Vạn Hòa Lâu. Cô ta rất có thể là trộm, nữ tặc, nữ phi tặc, thiếu nữ phi tặc. Anh hai, ngươi được đấy. Ngươi có mắt của chim ưng, mũi của chó. Ấy, cái cô kia xinh đẹp thật. Tiểu kỳ tử, đợi ta chút. Ta bảo này tiểu kỳ tử, sao ngươi không đợi ta? Hai anh trai, các anh, có phải ngươi lại giấu ta làm chuyện gì không? Hai hôm trước ngứa tay, mượn ít tiền ở sòng bạc. Bao nhiêu? 20 đồng bạc. Cô gái đến xem thử đi. Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền? 10 xu. Ngươi giỏi phết nhỉ? Thiếu tiền còn dám chạy ra đường. Nhìn thấy hình vẽ trên người anh em chưa? Chúng ta nói lý lẽ. Có từng cái giấy nợ chưa? Có, có hết. Có hết. Vậy có cần trả tiền không? Trả, trả. Ta chỉ mượn 20 đồng bạc. Là 200 đồng bạc. Cái quái gì thế? Ta chỉ mượn 20 đồng. Ta nói 200 là 200. 200, 200 thì ta không trả nữa. Chuyện do ông đây tự làm thì ông tự gánh. Mấy người thả bạn của ta ra đi. Ngươi im đi. Hai anh trai, hay là cho bọn ta vài ngày để bọn ta đi gom tiền được không? Ta thấy ngươi giống người hiểu chuyện. Ta cho ngươi hai ngày, không trả được tiền thì đến dọn xác thay bạn của ngươi. Nhà họ Lục. Chú Đức, cháu về rồi. Tiểu Hy, cháu đã mua đủ thuốc chưa? Huyết xăm trăm năm có giá nhưng không ai bán. Bây giờ ngay cả chợ đen cũng rất khó mua được. Xem ra lần này chúng ta vẫn phải xông vào Ngọa Long quỷ trận thêm lần nữa. Năm đó ông nội cháu và chú đã đi đến trước đại điện Thái A. Chỉ đáng tiếc không thể mang thuốc giải ra ngoài. Ông nội cháu còn dòng dõi trầm thuyền mấy đời bảo vệ kiếm Thái A. Nếu không phải do cháu, chắc chắn ông nội sẽ không xông vào Ngọa Long quỷ trận. Chú Đức, cháu thấy trùng độc này của cháu vài ba năm cũng không chết được. Hay là chúng ta đừng đi tìm thuốc giải gì nữa. Cháu nói bậy gì thế? Ngọa Long quỷ trận nguy hiểm biết mấy. Ông nội đến đó cũng không còn quay về nữa. Chú cũng may mắn thoát chết. Cháu không muốn chú đi mạo hiểm nữa đâu. Lạc Thật Thanh, người bạn nào đến thế? Có thể báo họ tên trước không?
Tiểu Hy, dừng tay. Họ là người của phủ thiếu soái. Không nhìn ra, cô nhóc này cũng có bản lĩnh đấy. Không biết người của phủ thiếu soái tìm bọn ta có chuyện gì không? Hai vị đây, thiếu soái nhà ta có lời mời, đi theo ta một chuyến nào. Hòa thanh minh thịnh. Thiếu soái, ngài muốn làm gì? Ta muốn... Thiếu soái không được, thiếu soái không được. Nay gặp loạn thế, thái à nên quay về. Dẹp khói lửa chiến tranh bốn phương, bình định long mạch Trung Quốc, với uy thế của đế kiếm, binh mã, châu, huyện trong thiên hạ đều mặc ta sai khiến, lập nên bá nghiệp hoàng đồ không bao giờ lung lay. Phái Trầm Thuyền có sẵn lòng lấy kiếm cho ta không? Ngài biết được tin tức của kiếm Thái A từ đâu thế? Cô không cần biết, ta chỉ hỏi ông có sẵn lòng đi lấy kiếm Thái A này không? Thiếu soái, ngài không biết ấy chứ, kiếm Thái A là bảo vật quý hiếm, không phải ai cũng có thể chiếm làm của riêng. Thứ lỗi cho bọn ta khó tuân theo yêu cầu của ngài. Chú Đức, đi. Ta không bàn bạc với ông, mà là ra lệnh, bất cứ ai cũng không thể chống lại. Nơi cất giấu kiếm Thái A, cơ quan dày đặc, nhất là Ngọa Long quỷ trận đó, cần một người có nhập vi đồng thuật dẫn dắt mới được. Nhập vi đồng thuật, thuốc này có thể tạm thời áp chế độc của cô. Trong 3 ngày sẽ tìm thấy kẻ đó. Nhập vi đồng thuật không phải thứ mà người thường có được. Người có được dị năng này chắc chắn là đời sau của huyền môn. Kiểu người này có thể gặp nhưng không thể cưỡng cầu. Chúng ta có thể tìm một cái cớ để chiêu mộ. Mau xem này, cô chủ nhà họ Lục kén rễ, nhà họ Lục Đào, cháu gái của ông lão Trầm Thuyền. Sao cáo thị kén rễ lại kỳ lạ thế kia? Kỳ môn dị đạo mà, yêu cầu nhiều thôi. Sao nào, người muốn đi thử xem mà? Không dám, không dám. Nghe nói là người học võ, đi chẳng khác nào nạp mạng. Nếu có thể lấy được 200 đồng bạc này thì hổ tử có tiền trả cho sông bạc rồi. Nhanh lên. Ý gì thế? Chẳng phải đấu võ kén rễ sao? Thế này là bảo tôi đến xem bói à? Đây chính là đấu võ kén rễ. Trong thời gian một nén hương, viết hoàn chỉnh lời thơ, trên người vũ cơ ra giấy.
thì sẽ là rễ quý của nhà họ Lục. Đồn rằng người có nhập vi đồng thuật bình thường trông không khác với người thường, nhưng một khi sử dụng đồng thuật, con người sẽ biến thành đường thẳng, giống như con người của rắn vậy. Người đó có thể biết rõ sự biến đổi của dạng vật, phá giải cơ quan của quỷ trận. Gió thu mây trôi lá phủ vàng, hoa nở thành rừng dày đặc trong mùa xuân. Hoa nở lá rơi, người sang tuổi mới. Năm năm tháng tháng dần vô, đây nên là một bài thơ 7 chữ mới đúng. Nhưng sao câu cuối cùng lại thiếu một chữ nhỉ? Nhìn thấy rồi. Tình. Tình. Thú vị đấy. Đây là tiền thưởng của ngươi, không đủ 200 đồng bạc nhỉ? Đây là tiền cọc. Sao thế? Sợ bọn ta ăn quỵt à? Coi như ta chưa nói. Ngươi, chẳng phải ngươi, ta, không phải ta, ngươi. Đây chính là người có nhập vi đồng thuật mà chúng ta cần tìm. Thú vị đấy. Tiểu kỳ tử, ngươi được đấy. Ngươi nói xem ở đâu ra mà ngươi có nhiều đồng bạc thế? Giấu ta đi đâu đấy? Ta tham gia một cuộc thi đấu võ kén rể. Tiểu kỳ tử, ngươi vì anh đây mà xả thân vì nghĩa à? Em dâu ta có xin không? Vì thế ta bị ép đến đường cùng. Kế tạm thời thôi, kế tạm thời. Rể nhà họ Lục lấy tiền xong đã muốn chạy. Chơi vậy không đẹp. Là quấy sao? Thật sự không ngờ nhập vi đồng thuật lại ở trên người của loại người này. Ta đã tìm người cho mấy người rồi. Khi nào lên đường? Lên đường. Đi đâu thế? Các người theo ta đến một mộ kiếm, lấy một thứ. Chỉ cần lấy được, chắc chắn có trọng thưởng. Bọn ta không làm chuyện thất đức. Đi, 500 đồng bạc. Thiếu soái, ngài nói bao nhiêu? 500. Vậy coi như ngài tìm đúng người rồi đấy. Nhìn thấy người này rồi chứ? Đệ nhất đạo mộ có tiếng ở chỗ chúng ta, Trần Kỳ, Trần Tước Gia. Tổ tiên cậu ấy là quân đạo mộ được Ngụy Vũ Đế Tào Tháo khâm điểm. Biết lăng Tần Thủy Hoàng không? Trên dưới lớn nhỏ 81 đạo động, toàn là tổ tiên cậu ta đào đấy. Tổ tiên nhà họ, tổ tiên nhà hắn ta. Là Tê Tê à? Con nhóc này, cô biết gì chứ? Xem ra các ngươi xem thường con nhóc này của bọn ta rồi. Ngươi nói ngươi là phái đạo mộ. Được, nguyên lương nào cũng được truyền nghề từ tổ tiên. Xin hỏi vị cao thủ đạo mộ trước mặt đã đạo mộ đâu? Có sở trường phá giải cơ quan cổ mộ của triều đại nào? Cô thực sự nghĩ rằng ta có lòng bất chính nên nói linh tinh sao? Được, xin hỏi vị huynh đài, ngươi từ đâu đến? Sư phụ là ai? Con cái ở nhà không dám nói tên cha, đồ đệ ra ngoài không dám nói tên sư phụ. Nhưng cô đây đã hỏi, không thể không nói. Ta đến từ môn phái lớn, thế lực vô cùng to lớn. Tại hạ làm việc như một người đạo mộ. Ta nghỉ ngơi ban ngày, làm việc vào ban đêm và đi đạo mộ. Xin hỏi cô đây đã từng điều khiển mấy chiếc thuyền? Vậy nói thôi, không nhiều cũng không ít. Ta đã từng điều khiển 9999 chiếc thuyền. Ta hỏi cô, trên thuyền có bao nhiêu tấm gỗ? Trên tấm gỗ có bao nhiêu chiếc đinh? Có 72 tấm, làm theo số địa sát. Có 36 chiếc đinh, bày thành trận thiên can.
Có đinh mà không có mắt là dáng gì? Có đinh không mắt là dáng nhảy, có mắt không đinh là dáng gió. Ngươi nói xem trên trời có bao nhiêu gì sao? Sao trên trời không đếm xuể? Người xưa nói có 36.600, ta hỏi cô có mấy sợi gân? Trên người có 7 sợi gân, lóc da xẻo thịt ra mà tìm. Ngươi có biết một dao có mấy lỗ không? Một dao có 2 lỗ. Cô có mấy trái tim? Ta mượn để nhắm rượu. Đỉnh. Thiếu soái, nhìn thấy chưa? Đây gọi là nghề, làm nghề lớn. Đặc sắc, quá đặc sắc. Tiểu kỳ tử, mấy thứ này ngươi học từ đâu thế? Mấy cuốn sách lệch lạc mà ngươi tìm về đấy. Ngươi đọc qua loa, còn ta thì đọc hết rồi. Mọi người, chúng ta bớt nói lạc đề, quay về chuyện chính. Rốt cuộc mấy người muốn bọn ta tìm thứ gì? Lấy lên đây. Rõ. Chú Đức, đây là thứ ông nội đưa. Đúng vậy. Đây chính là bản đồ bày trận của Ngọa Long Quỷ Trận. Bản đồ ở đây, còn giải trận như thế nào thì phải xem mọi người thôi. Cái này ta biết, thiếu soái ta hiểu mà. Ta đã từng học trong sách rồi. Lấy chậu nước tới đây. Ta biết, hiểu mà. Ngờ ra đó làm gì? Đi lấy nước đi. Lấy chậu nước đến cho hắn. Rõ. Mọi người xem kỹ nhé. Đi nào. Ngươi. Sao chữ cũng mất luôn rồi. Ngươi muốn chết à? Thiếu soái, thực ra ta đã nghiên cứu cặn kẽ bản đồ này nhiều năm, nên đã thuộc nằm lòng từ lâu. Chỉ là lần này đi phá trận, còn cần phải dựa vào người anh em có đồng thuật đây. Tuyệt đối không thể manh động. Vậy ta cần hắn có ích gì? Nếu anh ấy chết thì đừng bao giờ mơ ta phá trận giúp ngài. Hai hôm sau chúng ta xuất phát. Tiểu kỳ tử, vừa nãy quá nguy hiểm. Nếu không nhờ ta nhanh trí, hai chúng ta đều phải bỏ mạng ở đó. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Thiếu soái cho chúng ta 500 đồng bạc thì thứ đó phải bao nhiêu tiền? Tiểu kỳ tử, rốt cuộc đồng thuật ban nãy của ngươi, người anh em, xin lỗi, nhưng lần này chúng ta gặp rắc rối thật rồi. Con người thiếu soái này hung ác tàn nhẫn, một mình ta đi làm chuyện xấu này là đủ rồi. Sau này đừng làm chuyện lừa bịp người khác nữa. Nhớ lúc ở Tước Lâu, ngài đã rất thích ăn cà chua. Ta đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, không được nhắc đến Tước Lâu nữa. Sao cô lại không nhớ vào đầu vậy hả? Sau khi lấy được kiếm Thái A, ngài hãy hứa cưới ta. Chú Đức, người có đồng thuật đó thực sự có thể phá Ngọa Long Quỷ Trận giúp chúng ta sao? Tiểu Hy, cháu phải nhớ, chỉ có huyết thống của nhà họ Lục mới có thể đánh thức kiếm Thái A. Và Ngọa Long Quỷ Trận trấn giữ kiếm Thái A cần phải trong thời gian chỉ định mới có thể khởi động. Thời gian chỉ định? Phải. Cơ quan cuối cùng của Ngọa Long Quỷ Trận là kiếm trì. Nó lấy sự biến đổi của tinh tượng làm chuẩn. 12 năm tuần hoàn một lần, trong 24 tinh tú, dầm dắt tú của Thanh Long lên cao, thì đại trận cuối cùng mới khởi động.
Bây giờ lại là 12 năm kể từ khi chú giọng nội cháu xuống mộ kiếm khi ấy. Giờ mão 3 ngày sau, gà gáy trời sáng, mây tía từ phía đông, chính là lúc chòm giác tú lên cao lần nữa sau 12 năm. Lần này chúng ta có chàng trai có nhập vi đồng thuật đó, nên có khả năng qua được cửa ải. Tứ tượng bát quái thập thiên can, thập nhị địa chi đấu ngưu chuyển. Địa chi chia thành 24 nhánh, 24 nhánh tách riêng, 8 nhánh chia thành bát quái. Cửu quỷ tự thừa âm, can hợp khảm chấn cấn, khôn sinh đoài ly tốn. Dạng vật chia thành âm dương, âm dương có 4 hào, nơi có 4 hào âm dương tương hợp, giờ lành sẽ xuất hiện. Càn khôn ly đoài, lối dạo ngay gần đây. Có điều ở đây đã thay đổi địa mạo, ta vẫn cần quan sát thiên tượng buổi tối. Thiếu soái, ông già, quan sát thiên tượng buổi tối của ông đâu? Rốt cuộc lối vào ở đâu? Thiếu soái, cậu nghe ta giải thích. Ông còn giải thích cái quái gì? Thiếu soái, trầm thuyền chúng tôi luôn giữ chữ tín, chuyện đã hứa với ngài chắc chắn sẽ làm được. Nhưng nếu hôm nay chú Đức có mệnh hệ gì, ta đảm bảo sẽ khiến ngài cả đời này cũng không có được thứ ngài muốn. Cô nhóc, thiếu soái ta chưa từng bị kẻ khác uy hiếp. Ta cho cô một cơ hội, nội trong 2 canh giờ, nếu vẫn chưa tìm được lối vào, thì ta sẽ khiến lão già này không thấy được mặt trời ngày mai. Tên biết đồng thuật kia, đi. Không phải, chị hai à, cô gọi ta đến làm gì? Ta cũng đâu hiểu được chuyện của phái trầm thuyền các cô. Ngươi không hiểu, hôm nay chúng ta đi đến nước này còn chẳng phải do ngươi sao? Chuyện trộm bản đồ là lỗi của bọn ta, ta vẫn luôn muốn xin lỗi với cô. Xin lỗi? Xin lỗi kích không? Cũng đâu phải ta trộm, là bạn của ta lấy. Bạn của ngươi lấy thì không liên quan đến ngươi sao? Bạn ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi cũng là kẻ lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo. Được, bọn ta đều là lừa đảo. Vậy cô nói xem bây giờ làm sao đây? Ngươi hỏi ta làm sao đây? Ngươi là người biết nhập vi đồng thuật, ngươi hỏi ta, ngươi tìm đi, ngươi dùng mắt tìm. Ta tìm, ta tìm. Được, được, ta đi, tìm nào. Ngươi, ngươi gì mà ngươi? Ta, cô lượn qua một bên đi, đợi ta nói xong rồi hẳn nói. Tiểu kỳ tử, ngươi đúng là giỏi nhỉ. Hai chúng ta có còn là anh em không? Lúc ta ra ngoài lăn lộn, ngươi vẫn còn là một đứa nhóc. Bây giờ việc lớn như thế mà ngươi không dẫn theo ta, ngươi muốn độc chiếm. Ngươi nghe ta giải thích, ta giải thích cái quái gì? Ngươi đợi ta đi xả xong, ta nói với ngươi sao? Ta cho ngươi giải thích. Chuyện này chưa xong đâu, chuyện này khiến ta tức phát điên. Tiểu kỳ tử, nếu ngươi giải thích không rõ ràng, ngươi chính là đồ tiểu nhân. Hồ tử, ngươi không sao chứ? Đây là một cái hố, ngươi ở yên đó đi. Chú Đức, tìm thấy lối vào rồi.
Trên đó viết gì thế? Trên đó viết là lịch của kiếm thấy à? Nơi cất giữ kiếm, đế kiếm thái a. Tiểu kỳ tử, mấy từ này mà ngươi cũng hiểu à? Hình như ta đã nhìn thấy mấy thứ này ở đâu rồi. Hình như là trong một cuốn sách, nhưng là lúc ta còn rất nhỏ, bây giờ đã không nhớ rõ nữa. Đứng yên, cẩn thận khởi động cơ quan. Chú Đức, chúng ta đi qua bằng cách nào đây? Qua thì dễ, chỉ là phải làm rõ cửa động nào ở trước mặt có thể thông đến mộ kiếm. Đừng gấp, để ta xem thử. Cửa thứ hai hướng chính diện đằng trước. Tiểu Hy, móc câu. Đi theo. Đến lượt ta rồi. Chuyện gì xảy ra thế? Ngài nói xem chuyện gì xảy ra. Hắn bị ngài bắn chết rồi. Có lẽ cậu ta đã mở thứ không nên mở, hít phải khí độc nào đó làm mê hoặc tâm trí. Thắp một cây ở đây. Các cậu làm gì thế? Chẳng phải cần thắp nến sao? Bọn ta thắp thêm vài cây cho mấy ông, chẳng phải sẽ sáng sủa hơn sao? Thắp nến ở góc đông nam là vì góc đông nam là hướng may mắn. Nếu nến tắt, chứng tỏ nơi này lành ít dữ nhiều, buộc phải rút lui. Đồ ngu! Ông già này không nói rõ ràng, con nhóc này còn dạy đời hổ gia đây. Mau gom những cây nến còn lại vào đi. Tiểu Hy, lát nữa nhất định phải theo sát chú. Năm đó ông nội cháu đã chết ngay đây. Chúng ta không thể dẫm phải vết xe đổ. Nói nhảm xong chưa?
Đây là gì thế? Đây là thứ gì? Đứng yên. Cô làm gì thế? Chịu đựng chút đi. Thứ gì vậy? Đây là tà miết trùng. Một khi đi vào trong cơ thể thì sẽ bắt đầu ký sinh, dần dần hút cạn máu của vật chủ. Nếu không ép nó ra thì ngươi chết chắc. Cảm ơn. Chú Đức, đây là đâu thế? Chú cũng chưa từng đến nơi này. Tiểu kỳ tử, trên cây này treo thứ gì thế? Ngươi phải bảo vệ ta đó. Ngươi chẳng phải Triệu Tử Long sao? Ngươi phải bảo vệ ta. Tên nhóc, tỉnh lại. Chuyện gì thế này? Có lẽ là vì màn sương mù này khiến họ sinh ra ảo giác. Ông nội, đừng qua đó. Chị gái này trông được đấy. Ông nội, ông nội, ông dừng lại đi. Hắn không phải ông nội cô. Ông nội cô đã chết rồi. Ngươi, đi đánh thức họ cho ta. Ta như vậy không hay lắm. Tỉnh này. Ngài làm đi. Ngươi làm. Tỉnh táo lên này. Tỉnh cái đầu ngươi. Thiếu soái, ngài bảo ta đánh mà. Xảy ra chuyện gì thế? Mọi người vừa hít phải khí độc của nhộng cây và sinh ra ảo giác. Hổ tử, không sao chứ? Không sao. Nơi này không nên ở lại lâu. Chúng ta mau rời khỏi đây. Đốt cái cây này cho ta. Rõ.
Mọi người theo ta. Bên này. Nó giết cái quái gì thế? Đế kiếm chưa từng khóa quỷ trận, chôn người không cần mời địa tiên. Không hiểu, có vẻ là vài lời cảnh cáo. Chẳng qua trên đó giết mấy thứ như ai xông vào thì chết các kiểu. Ngươi không cần lo lắng, dù sao người đi vào cũng chẳng có mấy người có thể thoát ra. Cô nói gì? Chị hai à, vì sao cô không nói sớm? Mạng người quan trọng, uổng công vừa rồi ta còn cứu cô. Nhưng chẳng phải vừa rồi ta cũng cứu ngươi sao? Cô làm thế chẳng phải cố ý sao? Bảo vật lớn cỡ nào mà bắt nhiều người chơi cùng cô như thế? Thiếu soái này, ngài phải thực hiện chuyện đã hứa đấy. Ta mặc kệ trên bức tường đó có viết thứ gì, ta chỉ muốn lấy được thứ ta muốn trước khi các ngươi chết. Mọi người đừng căng thẳng, chỉ cần nghe theo ta, mọi người đều có thể thoát ra ngoài. Đi hướng này. Đi thôi. Ông già, bên dưới này là nơi cất giữ Thái A sao? Phải. Phá giải trận pháp ở bia đá này, bia đá ngã xuống là có thể bước vào tầng tiếp theo của quỷ trận. Dựa vào la bàn chỉ dẫn, mắt trận ở ngay trong kiếm trì phía bên phải. Ông chắc chứ? Mạng của ta đang ở trong tay ngài. Thiếu soái có muốn cược một ván không? Được, lấy mạng ông để cược. Ông già, mạng của ông được giữ lại đó. Ngươi, lên xem thử. Ngươi, ngươi đi. Rõ. Đừng sợ, cơ quan chỉ có thể bị khởi động một lần. Ta đi trước. Cưng ơi, đại điện lớn như vậy phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Đại điện lớn như thế thì phải cất giữ bao nhiêu bảo vật đây? Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi. Ngươi phải giữ lời hứa, ta sẽ giúp ngài tìm được thứ ngài muốn. Nhưng phải đảm bảo tất cả mọi người rời khỏi đây an toàn. Tên nhóc, chỗ này không đến lượt ngươi nói chuyện. Thiếu soái, ta biết những cơ quan trận pháp này đã nằm trong đầu ngươi hết rồi. Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn cho ta, ngoan ngoãn phá ngọa long quỷ trận này và lấy kiếm cho ta. Nếu không, xem thử súng của ngài nhanh hay là dao của ta nhanh. Thiếu soái, mặc kệ ta đi.
Làm gì thế? Muốn tạo phản à? Ngươi cũng muốn tạo phản? Đừng căng thẳng. Đùa thôi mà. Căng thẳng đến thế thì làm được gì? Đồ điên. Xong rồi, cửa cũng đóng rồi. Đây chính là Ngọa Long Quỷ Trận trong truyền thuyết sao? Chú Đức, nơi này có thuốc giải được độc trùng của cháu thật sao? Cô trúng độc à? Tốt quá, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi. Ngọa Long Quỷ Trận. Ngọa Long Quỷ Trận. Cẩn thận. Chú Đức, cẩn thận. Ta đi trước. Cẩn thận. Thiếu soái. Thiếu soái. Đi. Đây là trận đầu thú ngũ hành. Âm dương tương sinh tương khắc. Đã bố trí trận này ắt có điều kỳ lạ. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Sợ gì chứ? Đã bao nhiêu năm rồi, có gì kỳ lạ đâu. Hổ tử, đừng manh động. Chú Đức nói đúng. Thiếu soái, có gì từ từ nói. Đi mau. Tiểu kỳ tử, ta đi với ngươi. Đây chỉ là một đống đá đổ nát mà thôi, không có gì đáng sợ cả. Ngươi tiếp tục dẫn đường. Ta biết. Ngài đừng chỉ vào ta. Nhóc kia, ngươi mau nghĩ cách đi. Ta nghĩ xem, ta nghĩ xem. Mau dùng đồng thuật của ngươi. Chàng chấn khảm cấn là quẻ dương, khôn tốn ly đoài là quẻ âm. Dương là trắng, âm là đen. Âm dương ngũ hành tương sinh cũng tương khắc. Một khi sai thứ tự thì sẽ xuất hiện các trận ngũ hành thay thế. Dựa theo bố trí trận pháp, có lẽ đây là thiên chi dương. Năm đầu thú lần lượt ứng với ất, đinh, kỷ, tân, quý.
cũng ứng với ngũ hành. Khi vị trí tương ứng của những đầu thú này có sai sót thì mới hình thành sát trận. Chỉ cần đưa chúng về chỗ cũ là có thể tìm được cơ hội sống. Có lẽ đầu thú được khống chế bởi xích sắt xung quanh trận pháp. Chú Đức, cái xích sắt xung quanh theo trật tự hướng ngũ hành. Xung quanh chỉ có 4 sợi xích sắt, làm sao kiểm soát 5 đầu thú? Phía đông thuộc mộc, phía nam thuộc quả, phía tây thuộc kim, phía bắc thuộc thủy, chính giữa thuộc thổ. Tiểu Hy ở trên. Kiếm cần lưỡi sắc, máu tế Thái A. Cái gì cơ? Còn phải tế máu? Kiếm Thái A này huyền diệu vô cùng, không phải ai hiến tế cũng được. Ông già, có phải ông còn giấu ta chuyện gì không? Nói mau. Chú Đức, là cháu đúng không? Trước đây chú từng nói chỉ có huyết thống nhà họ Lục mới có thể mở phong ấn của Thái A. Phải. Qua đây. Thiếu soái, chỉ cần lấy máu là được rồi. Đừng giết cô ấy. Đừng sợ, ta đi với cô.
cơ quan. Hổ tử, giúp ta. Tiểu Hy, dùng kiếm thế a. Tiểu Hy, làm tốt lắm. Nào, đưa kiếm cho chú. Chú Đức, đưa kiếm cho ta. Thiếu soái, chú Đức, ngươi lừa ta. Chú Đức, chú sao thế? Ngươi tưởng ta nuôi ngươi lớn thế này là vì ông nội ngươi nhờ thật sao? Đó là vì máu của ngươi. Ta cho ngươi biết, chính tay ta đã giết ông nội ngươi. Ý chú là ông nội cháu không phải chết dưới cơ quan mà là bị chú giết chết sao? Tất cả những gì ta làm đều là vì ngày hôm nay. Nếu không phải vì kiếm thái A, sao ta có thể hầu hạ ngươi suốt 12 năm như người ở được? Mười hai năm nằm gai nếm mật, cuối cùng cũng toại nguyện. Nếu không phải dòng nội đáng chết của ngươi thì 12 năm trước ta đã lấy được nó rồi. Vì sao chú lại làm như vậy? Nhìn mắt của ta này. Ngươi tưởng mắt của ta do cơ quan chọc mù sao? Là do ông nội đáng chết của ngươi khiến ta bị mù đấy. Thế nên trong này hoàn toàn không có thuốc giải để giải độc trùng của cháu, đúng không? Ngươi nói đúng rồi. Nhiều năm qua ta đưa ngươi đi đây đi đó, chính là vì ngày hôm nay. Nhưng cháu vẫn luôn xem chú là người thân nhất của cháu. Tiểu Hy, đừng trách chú Đức nhẫn tâm. Muốn trách thì trách thời loạn rối ren này. Bây giờ ta muốn kết thúc thời loạn này. Ông già này bị trúng tà rồi. Nếu chỉ dựa vào một thanh kiếm là có thể ngừng chiến tranh thì làm gì có nhiều đứa trẻ sống lang thang như thế? Làm gì có nhiều người tan cửa nát nhà đến thế? Ông mang theo kiếm thái A ra ngoài chỉ sẽ gây ra nhiều tai họa hơn thôi. Câm miệng hết cho ta. Các ngươi câm miệng hết cho ta. Không ai cản được ta. Không ai cản được ta. Chỗ này sắp sập rồi. Đi mau. Đi mau. Kiếm thấy A. Kiếm thấy A của ta. Kiếm thấy A của ta. Tiểu kỳ tử, đi theo nào. Đi Tiểu Hy, kiếm thế A của ta, đi thôi. Kiếm thế A của ta, đi. Đi thôi. Kiếm thế A của ta, đi thôi. Kiếm thế A. Kiếm thế A. Cô không sao chứ? Tiểu kỳ tử, mau kéo ta một tay. Chú Đức,
Còn chú nữa, ta thấy cô cũng trúng tà rồi. Ông già đó trong bề ngoài thì hiền lành, không ngờ lại giả vờ giỏi như vậy. Cuối cùng cũng thoát ra rồi. Nhưng chuyến này coi như chúng ta uổng công đến rồi. Không uổng công. Hai người xem này, đây là gì? Để tay dìu cô. Cô đi chậm thôi, lấy trên người thiếu soái đấy. Đợi đã, ta không còn người thân nữa. Người có bằng lòng xem ta là người thân không? Bằng lòng, bằng lòng đi. Thành thân xong chẳng phải thành người thân sao? Mau đuổi theo đi. Nói chuyện chút đi. Thuốc và diêm của người Tây Dương đây. Đồ của ta tốt hơn của ngươi nhiều. Mới đào ra đó. Đồ của ngươi chất lượng kém. Sao lại kém? Hàng thật đào được đấy. Ông lão muốn mua gì? Ông chủ, phiền cậu tìm một vị thuốc giúp ta. Ông muốn tìm thứ gì? Thuốc có thể giải độc trùng.